Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của là tập cuối của câu chuyện Vong Hồn Vương Vấn của tác giả Dâu Tây trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng hồi sức trên lầu 3 của bệnh viện. Trên mặt được băng bó cẩn thận, cô vội vàng ngơ ngác nhìn chung quanh, chỉ thấy điện thoại của mình đặt ngay ngắn trên bàn. Cô đang định gọi cho ai đó thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, một vị bác sĩ trung niên bước vào niềm nở chào. Phương vẫn chưa hoàn hồn sau những sự việc xảy ra đêm qua, vội hỏi: "Đã có chuyện gì vậy bác sĩ? Tại sao tôi lại ở chỗ này?" Người bác sĩ nhẹ nhàng giải thích: "Ngày qua đường thấy cô ngất trên đường, gọi xe cứu thương đến bệnh viện. Câu mày cũng chỉ vì sợ hãi quá nên ngất đi. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một hôm sẽ bình phục, cô nên gọi cho người thân đến đón thôi." Phương gật đầu đồng ý. Cô muốn cho ai đó bèn mở điện thoại di động. Một loạt những thông báo tin nhắn từ một nhóm kín của trường đại học đập vào mắt cô. Phương hoảng hốt đọc từng dòng một, vẻ mặt sững sờ như không tin vào mắt của mình. Tưởng là nữ sinh thanh lịch sang chảnh thế nào, hóa ra cũng là loại ăn bám lên mấy lão già hói đầu bụng vệ. Đúng là con phò non. Nó còn có cả nghệ danh đấy các bạn. Cái gì mà Như Kiều gì gì đó. Ta thấy lão hói trong clip có gọi như vậy đó. Nhìn cái mặt vênh váo trang điểm loè loẹt đang nghi rồi. Hóa ra là kiếm tiền bằng thân xác. Vậy mà dăm bữa nửa tháng lại thích đăng ảnh đi ăn uống sang chảnh khoe khoang. Tỏ vẻ ta đây còn trẻ mà tự thân kinh doanh làm giàu, không ăn bám ông bà già. Ê, mới ngủ dậy mà đã trở thành người tối cổ. Không, các bạn đang nói về con bé nào? Có ở trường mình không? Còn ai vào đây? Hot girl Thu Phương, sinh viên năm nhất của trường ta, lộ clip với Sugar Daddy đáng tuổi ông nội, giờ phát tán trên mạng ầm ầm đó. Cần gì inbox tôi gửi cho. À, nhân vật chính online rồi các bạn ơi. Phương ơi, có phải bạn là người trong clip đó không vậy? Hay là ai đó cố tình dùng công nghệ ghép mặt vào để du oan? Nhưng mà clip nó mượt như vậy đó, khó có thể là giả. Cho bạn này một lời giải thích coi. Những dòng nước mắt lóng hổi lăn dài trên đôi gò má của Phương. Cô hoảng loạn không tin vào mắt của mình. Lướt qua một số trang tin tức trên Facebook cũng như báo mạng là vô vàn dòng tít nóng hổi đại loại: nữ sinh viên lộ lực kiếp nóng với lại đại gia, cảnh báo trào lưu tìm bố nuôi của một số bạn trẻ. Kèm theo đó là bức ảnh trích dẫn từ clip được làm mờ những chỗ nhạy cảm vào khuôn mặt. Người con gái trong đó không ai khác chính là Phương. Cô vào đầu bứt tai khóc lóc như điên dại. Sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Tôi còn mặt mũi đâu nữa chứ? Ông trời ơi, ông tàn nhẫn với tôi quá. Còn oan ức lắm mà. Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Một giọng nói thè thé bán nam bán nữ phát ra từ người của vị bác sĩ. Khuôn mặt của ông ta biến đổi vặn vẹo, môi và mắt xích ngược, dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Phương bây giờ ấp úng: "Ông là ai? Ông đang nói gì vậy?" Vị bác sĩ cười khùng khùng rồi đáp: "Để tôi nói cho cô biết, cả cái cộng đồng mạng đều đã biết cô là một con điếm không hơn không kém. Chuyện cặp với đại gia dưới danh nghĩa Sugar Baby để kiếm tiền nhanh, kể cả lúc hẹn hò với Phong cũng lén lút đi làm thêm trong khách sạn. Cái sai ở đây chính là cô dám lừa dối anh ấy, điều này thì không thể tha thứ." Phương đang tuyệt vọng đến cực điểm, lấn át toàn bộ nỗi sợ hãi, mơ hồ đoán được vị bác sĩ này là một kẻ nào đó. Còn ai khác ngoài Mỹ Linh, suốt cuộc cô ta là người hay là quỷ? Phương khóc nấc lên rồi oán trách: "Đồ độc ác, chỉ có vậy thôi mà cô nỡ hủy hoại cuộc đời tôi như vậy, cô còn nhân tính hay không?" "Nhân tính ư? Đừng nói đến cái từ xa xỉ ấy. Còn nhớ cái đêm hôm trước ở bữa tiệc sinh nhật, ai đã nói với gã mình đó mời tôi đến, sau đó tìm cách bỏ thuốc vào ly rượu của tôi không?" Mỹ Linh trong thần xác của vị bác sĩ tiếp tục chất vấn: "Mở điện thoại của cô ra xem đi, phần tin nhắn với danh bạ là anh yêu ấy." Phương run rẩy mở phần tin nhắn với anh yêu, không ai khác đó chính là biệt danh của Phong. Ai đó đã dùng điện thoại của cô nhắn tin với Phong? Làm sao có thể chứ? Điện thoại đời mới chỉ có thể mở được khi có mật khẩu gồm 6 con số. Dòng tin nhắn thứ nhất bao gồm những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của Phương với Minh. Nội dung là: "Em ghét bỏ con này, nó muốn giành bạn trai với em. Anh giúp em chăm sóc nó cẩn thận, quay được clip càng tốt." Dòng tin nhắn thứ hai cũng là một ảnh chụp màn hình khác,
Rõ ràng là mới cách đây vài hôm vì ngày tháng ghi rõ ràng. Dạo này em bận lắm, tối mai mới gặp anh được. Mà nhớ chuyển khoản thêm cho em ít để em mua mỹ phẩm nha. Vẫn ở chỗ cũ khách sạn X. Ngoài ra còn có một tệp đính kèm, chính là clip của Phương đã bị gã bố đường kia quay lén khi hai người hành sự trong nhà nghỉ. Không có phản hồi từ Phong, chỉ có dòng chữ lạnh lùng thông báo đã xem. Thế giới chung quanh của Phương nhất là sụp đổ. Sự im lặng của Phong đã đủ đau đớn hơn bất cứ hình phạt đáng sợ nào. Cổ họng của cô đắng ngắt, nước mũi nước mắt bất giác rào ra, không thể nào kiểm soát cho được. Cô không thể tưởng tượng ra sự khinh bỉ mà Phong dành cho cô, khó có thể diễn tả bằng lời được. Chẳng phải trước đó Phương vẫn đóng vai một cô gái ngoan ngoãn, nhưng có phần cá tính để lừa anh. Rồi trong thời gian hẹn hò làm quen, vẫn hàm mê vật chất mà đi nhà nghỉ với mấy lão già mất nết khác. Vì bác sĩ thấy Phương sụp đổ như vậy, cười đến một tràng tin loạn quái dị, mang theo một sự thỏa mãn. Sau đó ông ta lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, bỏ mặc lại Phương ở phòng hồi sức. Chàng cười méo mó quái gì cứ từ đó văng vẳng bên tai của cô ám ảnh không đứt. Phương như kẻ mất hồn bước đến gần cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Bà mồi khẽ mỉm cười chua xót, sau đó trèo lên bệ và nhảy xuống. Về phần của Phong, làm sao hắn lại không biết những gì xảy ra. Hắn đau khổ vì mối tình mới chấm nở đã có biến cố. Càng xót xa hơn là Phương đã lừa gạt hắn bấy lâu. Nếu cô ấy có quá khứ như vậy, Phong có thể cân nhắc tha thứ. Nhưng trong thời gian quen Phong mà vẫn đi nhà nghỉ với kẻ khác thì đó là một sự lừa dối trắng trợn. Phong chẳng còn tâm trạng nào để đi học, nhờ Phúc xin phép nhà trường báo ốm ở nhà. Đã 3 ngày trôi qua, Phong chìm trong rượu và cần sa cho quên hết những u sầu. Hắn bây giờ trông bơ phờ rượu dạo, râu mọc lởm chởm, người sặc mùi rượu và thuốc lá, chẳng còn chút thư sinh lịch lãm ngày nào. Tuy chỉ quen biết Phương hơn 1 tháng, chính thức hẹn hò cũng chẳng bao lâu, nhưng đó là người con gái đầu tiên mang lại cho Phong những rung động sâu sắc của tình yêu. Nhớ lại từng nụ cười, từng ánh mắt cử chỉ của Phương, trái tim của Phong như thắt lại đau nhói. Phong tự hỏi liệu Phương sẽ đối mặt với chuyện này thế nào, có phần suy sụp đau buồn như hắn hay là mạnh mẽ vượt qua. Chuông điện thoại bỗng reo lên là Phúc gọi tới. Phong lười biếng nhấn nút cuộc gọi. Ở đầu kia giọng của Phúc liền hớt hải bảo: Phong ơi, mày trốn ở đâu mấy hôm nay? Phương sẽ ra chuyện rồi. Phong đau đớn đáp lại: Cậu ấy còn có thể xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn vậy chứ? Phúc liền nấp úng: Phương đã tự sát nhảy từ lầu 3, nhưng may mà không chết, chỉ có phần đầu gặp chấn thương tương đối nghiêm trọng, giờ cứ điên điên khùng khùng. Gia đình đã đưa về một bệnh viện quốc tế tâm thần, từ từ chạy chữa rồi. Phúc đợi hồi lâu không thấy Phong trả lời, đành ngậm ngùi cúp máy. Hắn nghĩ có lẽ thằng bạn thân bị thương quá mà bị ngất lịm. Thế nhưng hoàn toàn sai. Phong chỉ như chết lặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào cửa sổ. Có lẽ hắn rất giận Phương, nhưng không hề mong muốn cô ấy thành ra như vậy. Nhiều biến cố xảy ra khiến cho Phong kiệt quệ cả về tinh thần. Hắn lặng lẽ ngả mình vào ghế sofa, muốn ngủ thiếp đi cho nỗi đau dịu bớt. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi. Phong còn chưa kịp thiếp đi đã bị làm phiền. Uể oải liếc nhìn màn hình, không có tên trong danh bạ, chỉ là một dãy số hỗn loạn ngẫu nhiên. Phong hơi bực mình bấm nhấc nhọn cuộc gọi. Alo, là ai đó? Đầu dây bên kia chưa trả lời ngay, chỉ nghe thấy tiếng gió rít âm u kèm theo tiếng con gì gầm gừ ghê sợ. Phong đã phát cáu thực sự. Là ai? Có việc gì thì nói đi, rảnh rỗi đến mức làm mấy cái trò vô bổ này hả? Là em đây, xanh không ra khỏi nhà mấy hôm nay, em nhớ anh nhiều lắm. Giọng của Mỹ Linh. Phong trần trừng mắt ngạc nhiên, tại sao cô ta có số điện thoại của mình? Là cô sao Mỹ Linh? Chuyện để xảy ra với Phương có liên quan đến cô, đúng chứ? Cô nói từng nghe thử. Xanh lại nghĩ do em làm ra. Cô ta đã làm những việc đáng xấu hổ như vậy, sớm muộn gì cũng bị lộ thôi. Huống hồ còn lừa dối anh như vậy, luôn đeo một chiếc mặt nạ ngoan ngoãn và giả tạo. Phong cười ngây dại. Làm ơn biến mất khỏi cuộc đời của tôi đi có được không? Mê Linh thoáng buồn rồi bảo: Em không thể. Dù bây giờ anh có ghét bỏ em nhưng mà không có sao đâu. Rồi anh sẽ nhận ra chỉ có em là người yêu anh nhất cuộc đời này. Hãy ra ngoài, em cần nói chuyện với anh. Cút đi. Từ cửa trong nhà đó có làm được gì tôi chứ?
Phong đã không còn khống chế được cảm xúc, ném chiếc điện thoại xuống nền nhà khiến nó nứt cả mặt kính, mép hẳn đi một góc. Thế nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn văng vẳng bên tai. Không sao, em vẫn luôn theo dõi anh từng khoảnh khắc. Nếu không tin cứ nhìn ra cửa sổ, anh sẽ gặp được em. Phong nghe vậy mà cảm giác da đầu tê dại. Hắn vội mở toang rèm che cửa sổ phòng khách, trơ mắt nhìn về phía đối diện. Trời đất, làm thế quái nào cô lại ở đây? Hóa ra là một căn hộ thuộc dãy nhà khác của khu chung cư. Đối diện căn hộ của Phong, chỉ cách nhau một con đường nhỏ hẹp có thể coi như là hàng xóm. Bình thường hắn cũng không để ý, chỉ biết có một cặp vợ chồng trẻ sống ở đó. Thế mà Phong nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp, mặc đồ trắng thanh lịch đang đứng ngoài lan can, hướng ánh mắt u uẩn nhìn về phía của mình. Chính là Mỹ Linh. Phong tự hỏi làm sao cô ta có thể có mặt được ở căn hộ đối diện, cả đứng đó mà nhìn trộm. Mỹ Linh ở phía xa khẽ nở một nụ cười trìu mến, thế nhưng trong mắt của Phong lại ma quái đến khó tả. Một con mèo đen từ đâu xuất hiện, quấn quýt dưới chân cô kêu lên meo meo vài tiếng. Môi của Mỹ Linh cứ lẩm bẩm như nói thầm, ấy vậy mà âm thanh như có thần giao cách cảm truyền vào tai của Phong. Anh Phong à, đừng có trốn chạy, hãy dũng cảm đối diện quá khứ. Đã 5 năm em vẫn luôn và chờ đợi anh. Đến lúc này Phong không thể chịu đựng được hơn, bèn đóng chặt cửa sổ kéo rèm kín mít, một tia sáng cũng không thể lọt được vào. Các cửa sổ và cửa ra vào khác cũng vậy. Phong sau khi làm xong có chút mệt mỏi, hơi thở thì phì phò đứt quãng. Sau khi bình tâm trở lại nghĩ chuyện vừa rồi, hắn liền thốt lên nghi hoặc. Sao có thể chứ? Sao có thể? Con mèo đen mà cô ta nuôi năm xưa nó chết rồi cơ mà, chính tay mình đã chôn xác nó. Hắn dùng mình nhớ lại chuyện xảy ra trong quá khứ. Khi đó Phong đi học thêm về qua sân bóng, Mỹ Linh cứ đứng đó đợi như thường lệ. Rồi hai người chỉ gặp nhau một lúc, cô đã thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên Mỹ Linh hôm đó rất buồn, mắt rưng rưng lệ ngồi bên một cái hộp bìa cắt thông nhỏ. Phong bấy giờ tò mò, sao đằng ấy hôm nay có vẻ buồn bã thế, chuyện gì xảy ra vậy? Mỹ Linh ngoảnh mặt ngoái nhìn Phong thút thít nói, con buồn nó chết rồi Phong ơi. Linh cũng không biết sao nữa, có thể là do ăn bã. Chiều nay Linh ra sân bóng gọi mãi không thấy nó trả lời, tìm chung quanh thì chỉ thấy xác của nó mà thôi. Mỹ Linh cứ như vậy gào khóc. Phong chỉ biết ngậm ngùi thương cảm rồi ngồi xuống vỗ về an ủi. Cứ không cho thỏa thích rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, vẫn còn tôi ở bên cạnh bạn mà. Mỹ Linh không kiềm chế được cảm xúc nhào tới ôm Phong, gục mặt xuống ngực của hắn nức nở hồi lâu. Phong chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tiếp tục dỗ dành cô bé đáng thương. Đến khi cô ấy nín rồi, Phong đào một cái hố gần đó chôn cất cho con mèo đen. Sau đó đưa Mỹ Linh về tận cổng nhà. Phong bấy giờ liền vẫy tay. Ngủ sớm nha, ngày mai tôi có một bất ngờ dành cho đằng ấy. Mỹ Linh khẽ khàng gật đầu. Vậy hẹn Phong ngày mai nhé. Thế rồi hôm sau Phong như thường lệ tới gặp Mỹ Linh ngoài sân bóng, mang theo một cái hộp nhỏ. Hắn đắc chí nói, Linh đoán xem có cái gì trong hộp này. Mày không biết là gì vậy Phong? Phong chỉ cười đưa hộp cho Mỹ Linh. Cô run rẩy mở ra, hóa ra là một chú mèo vô cùng dễ thương. Nó nhìn thấy Mỹ Linh thì kêu meo meo, liền ngáp ngón tay của cô rồi nũng nịu. Nét mặt của Mỹ Linh dạng người thấy rõ. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì Phong đã rảo bước đi xa. Phong tặng cho Mỹ Linh món quà ấy là cô vui vẻ hơn. Vốn dĩ cuộc đời Mỹ Linh đã đủ bất hạnh rồi, ngay cả người bạn thân nhất cũng rời xa cô. Mỹ Linh cứ ngồi đó vuốt ve cưng nựng con mèo nhỏ một lúc, miệng chúng chím cười hạnh phúc. Nhưng đột nhiên nụ cười đó vụt tắt, nét mặt trở nên đăm chiêu đáng sợ. Cô lạnh lùng bế nó đi tới con rạch cách sân bóng không xa, hai tay đưa con mèo lên cao rồi bảo, xin lỗi, Phong đã tặng em cho chị, nhưng mà chị không thể phản bội Moon và nuôi con mèo khác. Đối với chị, tình cảm chân thành không thể dùng một thứ khác thay thế, vĩnh viễn là như vậy. Nói xong Mỹ Linh nhẫn tâm ném con mèo con xuống dòng nước xiết. Con mèo nhỏ kêu lên thảm thiết vì sặc nước. Một lúc sau đuối sức chìm nghỉm, bị cuốn trôi theo dòng nước vô tình. Mỹ Linh lòng nước mắt nhìn về góc nào đó rồi bảo, đi thôi Moon, từ giờ em có thể ở cùng chị mà không ai biết rồi. Phong vô tình chứng kiến tất cả. Hắn sau khi tặng con mèo nhỏ không về luôn, mà ra bờ con rạch ngồi hốc mắt một lúc. Chợt thấy Mỹ Linh bế con mèo nhỏ đó ra mà chột dạ.
Phong cẩn thận nấp vào lùm cây trước mắt quan sát. Toàn thân run rẩy. Phong xác định cô ta hoàn toàn không bình thường, nếu không muốn nói là điên rồ hoang tưởng. Trở lại với thực tại, Phong vội vàng mở laptop ra tra cứu trên mạng về thiết kế của chung cư cao cấp mình đang ở. Đây rồi, căn hộ đối diện là phòng số 508, tòa nhà số 13. Trước đây thi thoảng Phong có ngó qua biết hai vợ chồng trẻ đang sống ở đó. Không hiểu họ đã đi đâu mà Mỹ Linh có thể xuất hiện ngang nhiên trên lan can để theo dõi mình. Thật là khó hết sức tưởng tượng. Thông tin trên các trang mua bán nhà đất hiện ra. Phong run rẩy lấy một chiếc điện thoại dự phòng gọi tới. Alo, cho em hỏi bên mình đang muốn giao bán căn hộ 508 phải không? Không biết anh chị đã có người liên hệ đặt cọc chưa? Ở đầu dây bên kia giọng sốt sắng lấp liếm rồi đáp. Đúng rồi anh, hiện tại vẫn chưa có người đặt vấn đề chính thức. Nếu rảnh anh có thể trực tiếp đến xem, nội thất đầy đủ ra có thể thương lượng. Nói chuyện một lúc Phong cũng cúp máy, căn hộ chưa có ai chuyển tới. Sau khi giao bán thì Mỹ Linh vào đó bằng cách nào? Vì sao hai vợ chồng nhà kia đột ngột chuyển đi? Giao bán căn hộ sang chồng đang mơ ước một cách vội vã như vậy? Những câu hỏi không người đáp cứ như vậy luẩn quẩn trong đầu của Phong. Càng nghĩ thì chỉ càng cảm thấy kỳ lạ. 5 năm trước khi đó vẫn còn học trung học phổ thông, Mỹ Linh do mắc bệnh nặng được người cha chuyển tới một nơi khác để chữa trị chăm sóc. Từ đó Phong không hề có tin tức gì về của cô ấy, sống chết cũng chẳng rõ. Cứ tưởng Mỹ Linh sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của Phong, nhưng đời đâu có thể ngờ. Phong gọi điện nhắn tin một hồi với đám bạn cùng trường năm xưa, dò ra số điện thoại của chủ nhiệm của lớp Mỹ Linh. Hồi hộp bấm máy ở đầu dây bên kia tút tút một hồi rồi lên tiếng. Alo, ai vậy? Phong lễ phép đáp. Dạ, có phải cô Hương dạy toán đúng không? Em tên là Phong, học sinh niên khóa 18-21 ở trường mình ạ. À, đúng rồi, là Phong hả? Tôi còn nhớ cậu. Tôi không trực tiếp giảng dạy nhưng cũng biết cậu là một học trò xuất sắc. À, vậy có việc gì mà cậu gọi tôi? Em muốn hỏi thăm về một bạn gái tên Mỹ Linh thuộc lớp của chủ nhiệm. Năm xưa Mỹ Linh phải theo cha chuyển đi nơi khác chữa bệnh, không biết bây giờ ra sao? Cậu Hương thoáng chút đau buồn thở dài. Năm đó Mỹ Linh là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng thương, vậy mà ông trời nỡ lòng nào chứ. Cậu bé đó đã ra đi rồi. Mỹ Linh hôn mê suốt 3 năm rồi cũng rời xa nhân thế. Phụ huynh của em ấy đã thông báo từ lâu. Phòng như chết lặng ở trong lòng lắp bắp. Không thể nào chứ. Mới tuần trước cuối cuộc xuất hiện ở trường đại học cơ mà. Cậu nói nghiêm túc chứ hả? Cậu Hương bấy giờ trầm giọng. Tôi biết vì sao em lại gọi cho tôi hỏi về Mỹ Linh. Chẳng phải Mỹ Linh dần đông nỗi này cũng do những trò đùa tai quái của em và mấy cô bạn gây ra. Ấy vậy mà 5 năm trôi qua Mỹ Linh và gia đình không nhận được một lời hỏi thăm xin lỗi. Phong bấy giờ liền sợ hãi. Không phải do em, cô biết mà. Thật sự không phải do em gây ra. Dạ, điều ấy đâu có quan trọng chứ. Cũng vì là người đã chết. Cậu tưởng những cái chuyện như vậy trong trường học có thể giấu được giáo viên chúng tôi. Em không muốn sự việc đó xảy ra như vậy. Dạ, cậu mới hỏi thăm mặc dù hơi muộn, nhưng có còn hơn không. Nếu có chút lương tâm hãy gọi điện cho gia đình người thân Mỹ Linh một lần. Tôi sẽ gửi số điện thoại qua tin nhắn. Tạm biệt. Nói rồi Cơ Hương liền cúp máy. Phòng như chết đứng, miệng ấp úng nhưng không nói được gì. Không nghi ngờ gì nữa, Mỹ Linh đã không còn trên đời. Giờ đây cô ấy quay trở lại để báo oán Phong chăng? Phong sợ hãi đến co rúm cả người lại, lặng lặng ngồi một góc rồi lẩm bẩm. Cô ta là ma, là quỷ, chắc chắn tới để trả thù. Lại có tiếng mèo kêu ai oán vào trong đầu của Phong. Cái âm thanh khàn khàn đục như là ai oán xoáy sâu vào tâm can khiến hắn nôn nao khó tả. Hắn không nuôi thú cưng, ở khu chung cư cao cấp cũng chẳng thể có mèo hoang, sao có thể được chứ. Huống hồ là cửa sổ cửa ra vào đều cách âm cực tốt, rốt cùng thì tiếng mèo kêu ở đâu mà ra. Ngày kia hơn Phong nhận ra rõ ràng là tiếng kêu của con Mun. Nó đã chết rồi, sao có thể được chứ. Không sai được, con mèo đó có tiếng kêu khàn khàn đặc trưng, nghe phát sợ ở trong lòng. Không thể lý giải nổi, Phong như phát điên vơ lấy đồ đạc chung quanh đập phá. Lấy sự tức giận để xua tan nỗi sợ, giọng quát lên. Cút đi, tôi không làm gì sai cả đâu. Cũng chẳng hứa hẹn gì với cái loại quái gì như cô. Cút đi. Một hồi lâu sau cũng quá mệt mỏi mà thiếp đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm ở trong mơ. Buông tha cho tôi, đừng có lại gần đây. Cô là đồ âm hồn bất tán, cút đi.
Hai ngày nữa trôi qua, Phong thậm chí không dám bước tới ra khỏi cửa, sống lay lắt trong lo âu và sợ hãi. Cứ đến nửa đêm, tiếng mèo kêu quỷ dị văng vẳng đâu đó vang lên, tra tấn tinh thần hắn, khiến hắn ngày càng trở nên suy sụp. Phong ngồi đó lo lắng nhìn đồng hồ, mà trời sắp lạnh có nghĩa là cơn ác mộng kia lại bắt đầu. Phong không thể nào chợp mắt được quá hai tiếng, mặc dù vô cùng mệt mỏi. Kiểu gì thì tiếng mèo kêu cũng đánh thức hắn giật mình tỉnh dậy. Ta làm đủ mọi cách lấy bông bịt tai cũng không ăn thua. Phong ngồi đó suy sụp, hắn vắt óc nghĩ cách không thể để tình trạng này tiếp tục. Màn hình điện thoại chợt rung lên, có tin nhắn từ nhóm chat của bạn học cấp 3 của Phong. Phong tò mò mở lên đọc thử, lại là một tin sét đánh nữa khiến hắn càng thêm suy sụp. Dòng tin nhắn của cô bạn lớp trưởng như là nhát dao cứ vào tâm can của Phong. Các bạn ơi, Vân với Hoa gặp chuyện không may. Hai đứa đèo nhau đi chơi thì bị tai nạn giao thông, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Tình hình tương đối nặng, vẫn còn hôn mê, chẳng biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Mình đề nghị mọi người sắp xếp chuyện cá nhân đến thăm nom một hôm cùng gia đình hai bạn ấy. Bạn cùng lớp gặp chuyện không may, Phong đừng nhìn thấy buồn. Nhưng trường hợp lại rơi vào hai cô gái Vân và Hoa thì Phong còn cảm thấy lạnh sống lưng. Nhớ lại chuyện trong quá khứ, chính hai cô gái này liên quan trực tiếp đến Mỹ Linh hôn mê 5 năm về trước. Phong liền thều thào, vậy là hết, con ta đã trả thù tất cả, mày cũng sớm đến lượt sau à? Phong muốn buông xuôi tất cả, cùng lắm là chết chứ gì, còn hơn là sống mà đau khổ lo âu dằn vặt như hắn bây giờ. Phong gào lên bì phẫn, mắt của hắn gằn gân máu đáng sợ. Mỹ Linh à, cô có giỏi thì cô giết luôn tôi đi, nhưng người khác nào có tội tình gì chứ, đồ quỷ quái, tôi còn là ma cũng không tha cho cô. Không gian chung quanh vẫn im ắng không một lời hồi đáp. Phong điên cuồng đập phá đồ đạc liên tục nguyền rủa Mỹ Linh thậm tệ. Phong nghĩ tới một con dao, một dây thừng, một lô thuốc ngủ, trước sự đeo bám của một thế lực vô hình. Hắn tuyệt vọng nghĩ đến việc tự chấm dứt tất cả. Thế nhưng rồi hình ảnh của người mẹ hiền lại hiện ra, hình ảnh của những người bạn thân thiết cùng mình trải qua hành trình tuổi trẻ với bao hoài bão, ước mơ. Phong gạt phát ý định tiêu cực, cố định chấn tĩnh trở lại. Hắn nói trong vô thức, nhất định phải sống, rồi phải có cách để giải quyết, trốn khỏi chỗ quái quỷ này đã. Hắn đứng bật dậy, tắm rửa cạo râu, thu dọn hành lý quan trọng cùng tiền mặt thẻ ngân hàng. Phong muốn rời khỏi chỗ này mãi mãi. Còn có Mỹ Linh ở đó, những người hắn yêu quý chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Một kẻ tâm thần hoang tưởng như cô ta thành ma, không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt mục đích. Thậm chí còn cho rằng cô ấy lúc còn sống là yêu quái chứ không phải là con người. Phong cùng với đống hành lý gọn nhẹ lên xe máy phóng đi ngay trong đêm. Chẳng cần biết đến đâu, cứ theo quốc lộ mà bắt đầu hành trình chạy trốn. Dù vậy Phong vẫn cảm thấy luôn có ánh mắt nào đó theo dõi. Văng vẳng phía sau là tiếng mèo kêu quỷ dị. Phong nghiến răng tăng tốc, hy vọng cái thứ kia sẽ không đuổi kịp mình, dù chỉ là hy vọng mà thôi. Đến gần sáng, Phong đã có mặt tại một thị trấn nhỏ nào đó rất xa nhà. Hắn cũng chẳng biết tên, thêm một khách sạn nhỏ nghỉ ngơi rồi tính tiếp. Phong vừa lấy cái điều khiển mở tivi rồi để đó, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do cả đêm đã di chuyển liên tục. Cậu không biết có bao lâu, tiếng mèo kêu ai oán bất chợt đánh thức Phong. Hắn giật mình tỉnh giấc ráo rác nhìn chung quanh tìm kiếm. Tiếng mèo kêu gào thảm thiết vẫn văng vẳng đâu đó. Phong vào đầu bứt tai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến đây rồi vẫn không thao thoát được. Màn hình tivi chợt nhấp nháy sọc đen sọc trắng rồi như mất sóng. Sau đó một thước phim nào đó ngẫu nhiên được trình chiếu trước mặt của Phong khiến hắn tò mò chú ý. Đoạn phim được lồng một thứ âm nhạc vừa buồn đến não nề vừa sâu lắng da diết, mô tả một cô gái nhỏ nhắn theo dõi một người con trai từ xa. Ánh mắt ôn hòa đầy nhu tình. Mỗi khi người con trai đó ngoảnh mặt đến, cô lại nhanh chóng trốn đi, tay đặt lên tim hồi hộp khó nhọc. Khi tan học, cô ấy đến một cái sân bóng nhỏ lặng lẽ chờ đợi, cứ lầm đi lặp lại ngày qua ngày. Nhưng người con trai đó không còn thấy đến thêm lần nào nữa. Cô thẫn thờ chờ đợi cho đến khi mặt trời lặn mới ủ rũ đứng lên để trở về nhà. Sau cùng cô quyết định phải tỏ tình với người ấy. Cô viết một bức thư đầy tâm trạng, cấp thành con hạc giấy. Sáng hôm sau lén lút lên sớm đặt vào trong ngăn bàn của cậu ta. Người con trai khi đến lớp tìm thấy con hạc vô tâm chẳng buồn đọc định vứt đi. Ngay lúc đó hai cô bạn gái cùng lớp đã tiến hành giành lấy con hạc
mở ra mà đọc to trước lớp, vẻ mặt khoái chí hớn hở. Hai cô bạn kia hỏi xem người con trai muốn trả lời thế nào, cậu ta chỉ vô tâm rồi bảo: muốn sao cũng được, tốt nhất khiến cô ta đừng làm điều phiền tôi. Hai cô bạn bèn xanh mãnh hí hoái viết một lá thư khác, nhờ người đưa tới lớp truyền tận tay cho cô gái đáng thương. Bức thư với đầy những lời lẽ ngọt ngào có thể làm xao xuyến trái tim bất cứ thiếu nữ nào. Một cô bạn gái khẽ chấm bút, dòng chữ cuối cùng hiện lên: mình xin hứa sẽ luôn bên bạn dù bất cứ điều gì xảy ra, bây giờ và sau này cho đến mãi mãi. Hai cô bạn gái xem bức thư đắc chí mà cười cợt, đã biết được rằng trò đùa tưởng như vô tâm sẽ mang đến tai họa cho kẻ khác. Từ hôm đó, cô gái đáng thương đó sau khi nhận được bức thư chẳng lộng lẫy theo lời viết trong đó mà đến điểm hẹn. Trong lòng hồi hộp đầy khó tả, cuối cùng thì người con trai ấy cũng chấp nhận lời tỏ tình. Còn hẹn cô ấy ra dạch sông gần bóng để mà gặp nhau nói chuyện yêu đương hẹn ước. Cô cứ đợi ở đó không biết bao nhiêu lâu trôi qua, tuy nhiên chẳng có ai tới cả. Thất vọng buồn chán, cô chỉ biết khóc nức nở. Đến khi đêm đã khuya, cô mới chịu đứng dậy thất thểu bước về nhà, giọng nghẹn ngào mà trách móc: cậu đã hứa sẽ ở bên tớ suốt đời cơ mà, sao nỡ lòng nào lại không tới. Cô ấy vứt lá thư xuống con rạch cho nó trôi theo dòng nước, trầm ngâm một chút rồi lại nói tiếp: nét chỗ này tuy không phải là của cậu, nhưng mình vẫn hy vọng, vẫn tự lừa dối bản thân mà chờ đợi. Nhưng cũng đến lúc tỉnh khỏi giấc mơ này rồi. Sau đó vì quá đau khổ, cô ấy vừa chạy vừa lau nước mắt, không cẩn thận vấp phải một cái ổ gà giữa đường. Cô gái ngã xuống đất ngất lịm đi, máu tươi lênh láng chảy trên vầng trán. Bộ phim đến đây kết thúc, màn hình TV trở lại chiếu mấy kênh thể thao như bình thường. Chỉ có Phong sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt tiều tụy. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ trong vô thức: còn mẹ nó, chẳng phải đoạn phim ngắn là nói về mình và Mỹ Linh, hóa ra là như vậy. Thằng nào cô ta cứ nhắc đến một lời hứa gì đó, thật là cố chấp. Phong lục lại trong trí nhớ về những chuyện xảy ra kế tiếp. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Mỹ Linh ngất lịm trên vệ đường, vừa đưa đến trạm xá cấp cứu, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Dường như tâm trí bất ổn nặng nề, vết thương trên trán có thể lành nhưng cô ấy không muốn tỉnh lại. Thà cứ sống trong giấc mộng còn hơn là đối diện với thực tại. Bà của Mỹ Linh đêm đó không phát hiện ra con gái mất tích vì ông ta còn mải đi nhậu nhẹt. Sau đó không còn cách nào khác đành chuyển về nhà nơi khác có bệnh viện tốt hơn để chăm sóc, hy vọng là một ngày nào đó con gái có thể tỉnh lại. Ông ta tuy là kẻ rượu chè tối ngày lại hay mắng chửi Mỹ Linh, nhưng mà tình phụ tử là thứ nào có thể không tồn tại. Trong thâm tâm cũng rất yêu quý Mỹ Linh, chỉ là bị con ma men điều khiển nên ít thể hiện ra. Ông ta đương nhiên hối hận vô cùng, nếu biết bản thân tỉnh táo phát hiện sớm thì đâu ra nông nỗi này. Thế là từ đó cuộc sống của Phong mới trở nên bình lặng, không còn bị Mỹ Linh đeo bám làm phiền. Mặc dù nghe được tin Mỹ Linh gặp nạn, hắn thực sự buồn. Cô ấy rất đáng thương và số mệnh còn trêu ngươi. Nhưng hai cô bạn của Phong là Vân và Hoa thì sợ đến mức phát khóc, khiến cho Phong có chút nghi ngờ. Trò đùa tai hại của cả hai đã khiến Mỹ Linh phải sống thực vật không biết đến bao giờ. Dần dần người con gái đáng thương này cũng phai nhạt dần trong trí nhớ của hắn, cho tới ngày hôm trước cô đột ngột trở lại làm xáo trộn đi tất cả. Phong hiểu được mình đã vô tình gây ra nỗi đau tột cùng cho Mỹ Linh, khiến cô hôn mê bất tỉnh nhiều năm. Nhưng tất cả chỉ là vô tình, do những trò nghịch ngợm tinh quái của hai cô bạn học, cũng là do Mỹ Linh quá nhạy cảm dễ tổn thương. Biết trách ai bây giờ, Phong nghiến răng phẫn nộ, đã chạy đến đây mà vẫn bị cái thứ quỷ quái đó đeo bám. Hắn một lần nữa tuyệt vọng nằm sóng xoài muốn buông bỏ tất cả. Không, mày không thể để tuyệt vọng lấn át. Võ quyết giày có móng tay nhọn, không tin là không có cách. Đúng rồi, hình như ở Hà Nội có một tay thể pháp có tiếng, được ca tụng là số 1 miền Bắc thì phải. Phong nghiến răng nghĩ thầm trong bụng, cứ như vậy sớm muộn hắn cũng bị Mỹ Linh trả tấn tinh thần mà phát điên. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta đã hóa thành quỷ, nếu không làm sao có thể gây nên những cái chuyện linh dị ma quái suốt những ngày vừa qua. Phong vội vàng bấy giờ lấy laptop tìm ngồi trên mạng hồi lâu, rất nhanh hắn đã tìm ra thứ mà mình cần. Tay thể pháp hình như có văn phòng đâu đó ngoài Hà Nội. Suốt mấy năm trừ ma trừ tà luôn thành công ngoài mong đợi, cũng chưa bao giờ để lại tiếng xấu nào cả. Tiền công thì chỉ là tùy tâm gia chủ, cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu.
nhất định không phải mấy tay thần côn chuyên lừa đảo đồng bào. Mở điện thoại tìm vào ứng dụng bản đồ, qua một đêm phóng xe hắn lang bạt đến tận Hưng Yên, nghĩa là chỉ còn cách Hà Nội không xa. Một tiếng hy vọng giúp cho Phong lấy lại niềm tin, quyết tâm thoát khỏi mớ bòng bong này. Hắn trả tiền Phong vội vã phóng xe đi. Đầu giờ chiều, Phong lại loay hoay một lát để tìm đến văn phòng nhỏ nằm sâu ở trong ngõ. Đúng địa chỉ này rồi. Phong lo lắng ngấn chuông một hồi lâu. Cánh cửa gỗ được mở ra, một tên nào đó mặt trắng tay to, nhưng mắt lại hơi tì nghĩ mắt lươn, chẳng 25 tuổi xuất hiện. Nhìn ngó Phong một hồi rồi lành lành nói: "Xin hỏi cậu tìm đến văn phòng công ty Tứ Hải chúng tôi có việc gì? Chúng tôi chuyên xem phong thủy đất đai mồ mả, kiêm luôn trừ tà chấn yểm, đảm bảo nhanh gọn giá rẻ có bảo hành, quyền mãi nhiệt tình cho khách hàng lần đầu." Phong liền sốt sáng nói: "Em tên là Phong, muốn tìm thầy trừ tà. Cái người tên là Minh Hải đó có phải không anh?" Tên kia liền lắc đầu ngao ngán: "Cậu đến không có đúng lúc rồi. Thằng Hải nhà tôi mới đi tù, bị quỷ ma tà nó gài bẫy mà lỡ tay gây ra chút rắc rối, 6 tháng nữa mới được mãn hạn. Ta là bạn hắn, thầy phong thủy nghệ danh là Long Tứ." "Vậy thì phải làm sao? Tình thế của em rất là nguy cấp, liệu anh còn biết ai có thể giúp được em không?" Long Tứ suy nghĩ một lát rồi bảo: "Thằng Hải có một gã sư thúc nhưng mà đi đâu đó dằm bữa nửa tháng mới về. Thế này đi, tôi sẽ liên lạc với trại giam để họ sắp xếp thăm nuôi trong ngày mai. Dựa trên trình độ của thằng Hải nhà tôi thì giang hồ đồn chỉ đúng có một phần của nó thôi, khẳng định là thể pháp số 1 cái vịnh Bắc Bộ này." Phong không còn cách nào khác bèn đáp: "Vậy thì nhờ anh sắp xếp, em cần một chỗ an toàn trú ẩn tạm thời. Ma quỷ nó đuổi theo từ Nam ra Bắc không buông tha." "An tâm đi, nhìn qua là biết cậu Phong là người có tiền, quần áo hàng hiệu, sau phân khối lớn tiền 100 triệu. Cứ đến chung cư chúng tôi đang thuê ở miễn phí, vì đã bao gồm cả trong dịch vụ khách hàng. Thằng Hải nó cải thiên la địa võng, trận pháp bùa chú la liệt, đến quỷ vương tà thần khó xâm phạm nó chi là dăm ba con ma nhại nhép." Phong vui mừng gật đầu rồi bảo: "Vậy thì cảm ơn anh Long trước nhá." "Không có gì đâu, chúng ta đi thôi. Nhìn cậu phờ phạc như vậy chắc bị hành một thời gian. Cứ đến cho từng người người tĩnh dưỡng, con lịch thăm nuôi tôi báo lại liền." Long Tứ hào hứng xin thử cái xe phần khối lớn của Phong. Trên đường nẹt bô đầy phấn khích, một lát sau cũng đến nơi. Căn hộ nằm trong một khu chung cư giá rẻ, tuy hơi cũ nhưng được cái ngăn nắp sạch sẽ. Cứ như vậy Phong an tâm ăn uống nghỉ ngơi trong căn hộ, không còn bị tiếng mèo kêu cũng như những hiện tượng tâm linh kỳ bí làm phiền. Phong ngủ một giấc thật dài, không biết đã qua bao lâu. Khi tỉnh dậy trời đã sáng, cái thể phong thủy Long Tứ chuẩn bị sẵn bữa sáng đơn giản hớn hở rồi bảo: "Tỉnh rồi hả? Đã tin điều đó chưa? Cứ thơ ma quỷ tà vật nào dám đến quấy nhiễu chú em không?" "Đâu là như vậy, em mất ngủ đã mấy hôm, sao mới lấy lại được sức lực, đầu óc cũng tỉnh táo thoải mái hơn." "Vậy thì tốt, ăn sáng rồi anh em mình lên trại giam thăm nuôi, chị em đến thật là đúng lúc đấy." Sau bữa sáng, hai người phóng xe đến một khu ngoại ô thành phố Hà Nội. Một lúc sau cũng nhìn thấy cánh cổng trại giam từ từ hiện rõ. Làm thủ tục với cán bộ xong, Long Tứ và Phong được đưa đến khu vực thăm nuôi, ngồi ngay ngắn trên ghế chờ đợi. Một lúc sau, cán bộ trại giam đưa tới một gã đàn ông cao to vạm vỡ, nâng ra rắm nắng rắn giỏi. Trên người của gã xăm nhiều hình đinh thú cùng với hoa văn họa tiết vô cùng tỉ mỉ, nhìn giống như là một dân anh chỉ chính hiệu. Khuôn mặt chữ điền nam tính cùng ánh mắt sắc lạnh càng khiến cho hắn có vẻ là một gã giang hồ gan dạ, sắt đá hơn là thầy trừ tà. Đó là Minh Hải, cái thể pháp mà hai người cần gặp mặt. Long Tứ niềm nở vẫy tay: "Khổ thân bạn thôi. Mới đi tù của nửa năm mà nhìn thấy gió sương phong trần thấy rõ. Này có cậu em tên Phong đến xin giúp đỡ. Vì nghe đại danh của bạn chấn động gì tới giới trừ tà, cho nên nhất định được gặp mặt. Xem qua cho em nó nhé." Minh Hải liền cười rồi đáp: "Còn mẹ nó chứ, đi tù rồi mà bạn vẫn nghĩ ra cái trò trừ tà online để hành tôi đâu à? Còn chỗ em đây phải chăng cần giúp đỡ?" "Dạ chào anh Hải, em tên là Phong. Quả thần có việc cần anh giúp. Kể ra thì chuyện dài lắm." Cái thể pháp Minh Hải giơ tay ngắt lời, vừa lấy bảo thuốc châm lửa rít một hơi, tay còn lại xé cái đùi gà mà nhai ngấu nghiến. Một lúc sau liền đáp: "Chuyện của chú em thằng Long nó gọi điện xin cán bộ cho gặp anh để kể sơ qua. Nay gặp mặt càng khẳng định là mày đang bị ma nữ ám. Ấn đường có quỷ khí lần khuất, có cả mùi yêu tinh mèo ở đâu đó. Cả này xem ra không có đơn giản đâu." Phong liền sốt sắng rồi đáp: "Vậy anh có cách nào để giúp em không?
Chứ thế này chắc em phát điên mất. Cô ta cũng bắt đầu hại đến những người có liên quan đến câu chuyện năm xưa. Minh Hải lạnh lùng vừa ăn vừa bảo, anh mà ở ngoài thì nội trong ngày là chắc kèo bắt sống chủ tớ của nhà nó đem lên chùa thanh tẩy oán khí. Thế nhưng mà vẫn chưa mãn tù cho nên đành dùng cây khác vậy. Nói xong Hải yêu cầu Long lấy ra một số vật dụng chuẩn bị sẵn ở nhà mang tới. Trong sự giám sát chặt chẽ của cán bộ trại giam, sau khi xác nhận không phải đồ cấm mới cho Minh Hải tiếp tục. Minh Hải dùng bút dạ đỏ vẽ những văn tự kỳ quái lên khúc gỗ nhỏ thon dài như con dao, sau đó kẹp nó vào giữa hai lòng bàn tay lẩm bẩm đập chú ngữ gì đó một hồi. Một chuỗi chẳng hạt khác cũng được yểm bùa phép tương tự, cuối cùng là viết một cái cẩm nang dài cả mấy trang giấy, cuốn lại đưa hết thảy cho Phong rồi nghiêm túc. Anh đánh giá sơ qua thì có mấy lựa chọn cho chú em. Với chuỗi chẳng hạt kia thì cứ mang theo bên người tạm thời bình yên, không còn có ma quỷ đeo bám quấy nhiễu. Đợi sau tháng anh ra tù thì mình bàn tiếp. Lựa chọn thứ hai là kẻ buộc chuông thì mới có thể cởi chuông để mà hóa giải toàn bộ ân oán tình thù. Muốn biết thêm chi tiết vui lòng về đọc cuốn cẩm nang. Lựa chọn thứ ba, nếu mọi nỗ lực đàm phán hòa giải đều vô ích thì cầm con dao bằng gỗ đào kia ẩn trước pháp lực của Phật gia hàng yêu diệt ma để kết thúc tất cả. Chưa hiểu ý của anh nói chứ hả? Phòng nghĩ đến đó không rét mà run gật đầu lìa lịa. Đúng lúc này cán bộ gõ gõ cái rùi cui vào cánh cổng rồi nhắc, hết giờ rồi, về buồng giam thưa Hải. Ok cán bộ, em trở lại liền đây. Minh Hải lững thững đứng lên rít nốt hơi thuốc rồi bước đi, nói thêm một câu, rồi cậu có chọn cách nào thì về lý mà nói, cô không có gì có thể trách móc. Con người ai chẳng có sai lầm trong quá khứ. Thế nhé, tạm biệt và chúc may mắn. Phong nhìn theo các thể pháp dần đi xa mà vui mừng lẫn lộn, tạm thời không biết nên lựa chọn sau đây. Trở lại thành phố, Phong hào phóng chuyển khoản cho Long Tứ một món tiền khá khá, rồi kiên quyết trở về nhà, nơi hắn ta có cuộc sống sinh viên tươi đẹp với những dự tính khao khát tương lai rực rỡ. Trốn tránh không phải là cách, Phong sẽ quyết tâm mà đối diện quá khứ với những oán nghiệp mình đã gây ra. Ngày hôm sau, Phong đã trở về căn hộ của mình, tay luôn đeo chuỗi chẳng hạt. Nghỉ ngơi một hôm, hắn lập tức xúc lại tinh thần, trở về nhịp sống sinh hoạt bình thường. Cũng nên rằng đường tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè như chưa từng có việc gì xảy ra. Ai cũng mừng cho Phong đã trở lại như trước, đồng thời cũng ái ngại việc không may xảy ra với Phương. Phong tiếp nhận sự quan tâm đó một cách xã giao vô cảm. Chẳng phải đám người đó đã đắc chí mà bàn luận chia sẻ chuyện của Phương khắp các diễn đàn mạng xã hội. Chẳng phải tất cả đều tỏ ra khinh bỉ khi biết được bí mật của người khác, hổ với nhau bằng những lời lẽ cay độc. Trái tim của Phong như quá chán ghét với sự ác độc của lòng người, cũng như miệng lưỡi của thế gian. Hắn không hề giận Phương, kể cả đã lừa dối mình. Con người ai chẳng có những sai lầm, cô ấy không đáng phải sống điên điên khùng khùng hết phần đời còn lại trong viện tâm thần. Chuỗi chẳng hạt phát huy tác dụng một cách thần kỳ. Phong không còn gặp Mỹ Linh cũng như bị tiếng mèo kêu làm phiền suốt cả tuần nay. Đến nỗi hắn tin rằng chẳng cần dùng đến các biện pháp khác, cái đợi 6 tháng cho gã thầy pháp dân anh chị kia ra tù rồi tính tiếp. Nhưng mà đời nào có như mơ, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, không thể nào trốn tránh mãi được. Một ngày cuối tuần như thường lệ, Phong nhấc máy gọi điện cho má ở dưới quê để hỏi thăm. Phong vẫn hào hứng chia sẻ mọi chuyện chung quanh cuộc sống của bản thân, tuy nhiên giấu nhẹm đi mọi chuyện kỳ lạ đã xảy ra liên quan đến Mỹ Linh. À Phong này, hôm qua có người con gái tự nhận là bạn cũ của con đến gặp má nói chuyện, hỏi thăm tình hình của con đấy. Nghe được những lời này, Phong lập tức lạnh sống lưng sốt sắng rồi hỏi, cô ta trông thế nào, tên là gì vậy má? Cô ấy xinh đẹp lắm, cứ như là tiên nữ giáng trần đó. Tóc dài đến thắt lưng, mặt trái xoan da trắng ngần, mặc một bộ đồng phục nữ sinh cấp 3. Cô ấy tên là Mỹ Linh thì phải, ngoan ngoãn lễ phép, lại có vẻ rất có cảm tình với con. Xin số điện thoại địa chỉ các kiểu đấy, còn nhờ má nhắn thêm với con là... Là gì vậy má? Là hẹn gặp con ngày mai. Cô ấy nói linh tinh nhiều thứ lắm, cái gì mà nếu không gặp được á, sẽ quay lại đây mà đợi tiếp. Xem ra con gái nhà người ta suy tình lắm, đừng làm cho cô thất vọng nhá. Mà thấy cô Mỹ Linh này đẹp người đẹp nết, nếu làm dâu nhà mình thì... Phòng của dấu đi sự lo lắng, trò chuyện thêm một lúc rồi lặng lẽ cúp máy. Ánh mắt nhìn xa xăm toan tính điều gì, cuối cùng vẫn không tránh được sao. Mỹ Linh à, cô đúng là thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ, còn dám tìm đến người nhà uy hiếp tôi. Vậy thì đừng trách tôi không nể tình năm xưa, dù cô có là quỷ cũng phải chết thêm lần nữa.
Ánh mắt của Phong trở nên vô cảm, nét hung tàn hiếm thấy biểu lộ trên gương mặt anh Tuấn. Hắn lặng lẽ lấy ra chuỗi tràng hạt ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định dứt khoát sẽ mạnh một cái khiến cho những hạt tròn rơi lăn nóc xuống nền nhà. Ngày hôm sau, Phong vẫn đi học bình thường, không có vẻ gì là lo lắng, mặc dù tối nay phải đối mặt với định mệnh sắp đặt. Cả pháp khí trừ tà cùng với cuốn cẩm nang mà thầy pháp ghi cho, ít nhất Phong cũng không lâm vào tình thế bị động tuyệt đối như trước kia. Kết thúc buổi học, Phong trở về nhà và trong phòng riêng lặng lẽ bố trí những thứ kỳ lạ chung quanh. Sau đầu đó lan ra ngủ ngon lành chờ màn đêm buông xuống. Nơi đêm hôm đó đúng như dự đoán, tiếng mèo kêu ma quái quen thuộc đánh thức Phong. Hắn bất giác ngồi dậy, miệng nở một nụ cười nhạt thích. Đến nhanh vậy ư, tôi đang chờ cô đó Mỹ Linh. Căn hộ này tối tăm u ám đến kỳ lạ, chỉ có tiếng mèo đen gầm gừ thê lương văng vẳng. Một cơn gió lạnh lẽo ùa vào khiến Phong run rẩy cảnh giác. Quái lạ, cửa sổ đều đã đóng kín, gió ở đâu có thể lọt được vào trong. Trong nhà bỗng có tiếng bước chân lạch cạch vang lên, hướng tới phòng ngủ của Phong ngày một lớn dần rồi dừng lại. Phong cảm nhận rõ cái thứ kia đang đứng ngay trước cửa phòng ngủ, chỉ cách nhau có một tấm ván gỗ. Tiếng gõ cửa trầm đùng vang lên khiến cho Phong giật mình run rẩy. Hắn luôn tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhưng bản chất con người là vậy, luôn sợ hãi trước những gì mà ta không hiểu. Phong gắng gượng rồi nói lớn: cô đến rồi sao? Còn đợi gì mà không tới đi chứ, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô đó. Một cái bóng trắng từ từ hư không xuyên qua cánh cửa một cách quỷ dị, bay lả lả trên mặt đất tiến về phía Phong. Chính là Mỹ Linh, vẫn gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ, chỉ có điều đang hiện nguyên hình là một hồn ma của cõi âm. Mồ hôi của Phong lấm tấm trên trán, hắn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: vậy ra cô là quỷ, chuyện gì đã xảy ra? Mỹ Linh vén mái tóc để lộ khuôn mặt trắng xanh, đôi mắt đen sâu thẳm không thích đồng tử thoáng chút đau buồn ai oán. Cô cất giọng nhỏ nhẹ: em nhận ra là nếu cứ hôn mê mãi chẳng bao giờ gặp anh, nên tình nguyện rời ra xương thế. Thành ma rồi tuy đau khổ cô đơn, nhưng ít nhất vẫn có thể gặp lại người em yêu. Vậy là đã rõ, sau khi ngất lịm đi trong cái đêm định mệnh ấy, Mỹ Linh hồn mệt sâu sống đời thực vật một thời gian rồi qua đời. Có lẽ đó là lựa chọn của cô ấy. Phòng càng trở nên căng thẳng lo lắng hơn, nói tiếp: bản thân cô cũng hiểu bức thư cùng với lời hứa năm đó không phải do tôi viết, tại sao vẫn cố chấp đeo bám không tha? Mỹ Linh cười nhạt nói: không, em chỉ biết rằng anh chính là người gửi bức thư hồi âm đó cho em. Những cái chuyện khác không quan trọng, tự lừa dối bản thân không được, rồi là sống trong ảo mộng em cũng chấp nhận, chỉ cần có anh ở bên. Phong thực sự tức đến giận người. Phải rồi, sao hắn có thể hiểu được tình yêu của kẻ điên? Nói đi tiếp liệu có tác dụng gì không? Phong khẽ thở dài: giờ cô muốn tôi thực hiện lời hứa năm đó, tức là phải làm sao? Đơn giản thôi, anh đã viết là sẽ bên em mãi mãi không có rời xa. Nói nhảm chứ, âm dương cách biệt thì bên nhau kiểu gì, cứ đúng là hết thuốc chữa. Mỹ Linh thoáng biểu lộ chua xót, sau đó lạnh đùng rồi đáp: đúng vậy, âm dương cách biệt là không thể nào bên nhau, chỉ còn một cách. Phong luống cuống sợ sệt lùi lại, ngầm đoán ra ẩn ý của Mỹ Linh. Em đã quyết định, dù cho anh có oán trách em đi chăng nữa, chỉ khi cùng là người âm chúng ta mới có thể bên nhau mãi mãi, xin lỗi anh. Mỹ Linh chợt nói ra những lời lẽ độc ác, thân ảnh biến đổi một cách quái dị, cả mắt đổi sang màu xanh lục rực sáng như hai ngọn lửa ma chơi. Cái miệng nhỏ nhắn bây giờ bỗng nhiên mọc dài như là dã thú, cùng với răng nanh nhọn hoắt đến dọa người. Đôi bàn tay cô cũng vậy, từ lúc nào đã xuất hiện những vóng vuốt sắc lẹm cùng với lông mao đen tuyền. Trên mặt còn có mấy đường dài song song ở má giống như râu. Đỉnh đầu xuất hiện một đôi tay mèo khẽ đung đưa ma mị, một thứ mềm mại từ phía sau lắc đưa trong gió, chính là cái đuôi dài như hồ ly tinh. Phòng há hốc mồm ngạc nhiên, Mỹ Linh lúc này nhìn na ná như một con mèo. Hắn đã từng nghe nhiều câu chuyện về linh miêu hóa quỷ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phòng lắp bắp lùi lại, sự kinh hãi tột độ hiện rõ, lắp bắp: cô muốn gì, đừng lại đây, nếu không... Mỹ Linh nói bằng giọng khàn khàn, có vài phần giống tiếng kêu của con muôn: sẽ không đau đớn đâu, đừng lo, rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, giống như lời hứa năm đó. Cô gái nhảy bộ trong sự bất lực tới Phong, bàn tay để móng vuốt sắc nhọn nhắm tới đỉnh đầu của hắn.
Phong bất lực trong tuyệt vọng, không cam tâm trước cái chết đang đến rất gần. Đúng lúc này, những hạt trăng ở bốn phương tám hướng trong căn phòng lóa sáng kỳ diệu, kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình, tạo thành hình bát giác. Linh khí của chúng tụ tập lại, tạo thành một thân ảnh cao lớn đầy hào quang chính khí, hiện ngang chắn giữa Phong và Mỹ Linh. Thân ảnh đó vươn bàn tay hộ pháp đỡ lấy móng vuốt của Mỹ Linh, cứu Phong một mạng trong găng tấc. Phong vừa chết thụt mừng rỡ rồi nói: "Là anh Hải thầy pháp, sao có thể tới được đây chứ?" Thân ảnh kia hất bàn tay của Mỹ Linh ra xa, quay mặt lại cười rồi đáp: "Anh đang trong trại, tại sao có thể tới được? Chẳng qua chỉ là một pháp thuật độc môn, đem một phần linh hồn thông qua chút chẳng hạt cùng trận pháp để hiện thân mà thôi." Quỷ ảnh của Mỹ Linh có chút kiêng kỵ, từ cùng hồng khẽ lên một oán hận như con mèo đang dọa dẫm người lạ. Phần hồn của Minh Hải nói tiếp: "Mẹ nó, chỉ gặp đúng con mèo đen thành tinh, kết hợp với linh hồn cô gái này, thành cái thứ thờ vợ chưa từng thấy, hơi khó nhằn đây." Phong liền đáp úng: "Vậy em có thể giúp được gì cho anh không? Cứ ném qua một bên góc ngồi đi, làm như trong cuốn cẩm nang đã viết, ok?" Phong gật đầu hiểu ý, tìm một bên góc bên trong vòng tròn bát quái ngồi xếp bằng, cố gắng tĩnh tâm quan sát. Lúc này phần hồn của gã thể pháp Minh Hải quay sang nói với Mỹ Linh: "Con mèo đen kia khôn hồn thì cút đi, đừng có ám linh hồn cô bé đó nữa, nếu không tao buộc mày phải ra tay là mày không xong đâu." Mỹ Linh gào lên giận dữ đáp: "Chỉ là một cái phần hồn mà muốn càn tao, thằng thể pháp khốn kiếp chết đi." Thân ảnh của Mỹ Linh thoăn thoắt nhảy tới như là linh miêu, móng vuốt cùng với răng nanh vươn dài dọa người. Cả mắt rực cháy đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù ngay lập tức. Gã thể pháp Minh Hải cũng không chậm trễ, từ trong hư không biến ra một cây côn nhị khúc làm bằng gỗ bồ đề. Trên thân chạm khắc vô số bùa chú phù văn tinh tế, chính là một pháp bảo để trừ tà của gã. Hai kẻ định cứ như vậy lao vào nhau sống mái, tiếng quỷ khóc thần sầu, tiếng móng vuốt xé gió sắc lẹm, tiếng côn trùng vun vút bổ tới, tạo nên một cảnh chiến đấu thảm liệt đầy tử vong. Phong cứ ngồi đó chớp mắt ra nhìn, hắn chẳng buồn trốn chạy vì làm vậy chẳng ích gì. Rồi Mỹ Linh cũng sẽ tìm cách tóm được hắn mà thôi. Thế giới của hắn thay đổi một cách kỳ lạ. Cứ nghĩ là thầy trừ tà cùng ma quỷ chiến đấu thì phải dùng bộ phép kiếm gỗ đào các kiểu, chứ ai ngờ trực tiếp như vậy. Hai bóng hình bọn họ cứ lao vào nhau sâu xé, ăn miếng trả miếng như dã thú. Một hồi lâu sau họ cũng tách nhau ra, tiếng kêu gào thảm thiết cũng im bặt. Chiến quang hiện ra ngay trước mắt, hồn ma Mỹ Linh chúng vô số nhát côn hung hiểm, ra thịt lõm xuống đứt toác, quỷ huyết đen ngòm chảy ra ướt đẫm, đau đớn như bị thiên lôi oanh kích. Một con mắt xanh lùng cũng bị đánh văng khỏi hốc mắt. Khói xám bốc lên nghi ngút, nét mặt cô ta căm phẫn đến tột độ, gần máu in hẳn, chẳng còn chút nhân tính lý trí nào cả. Cái thể pháp còn thảm hơn, phân hồn cắn xé cào cấu không còn hình người, từng màng thịt bị lóc lòi ra cả xương trắng, trên mặt đầy móng vuốt sâu hoắm, một nửa chỉ còn là đám huyết nhục bầy nhầy. Hắn kỳ lạ thay vẫn còn nở một nụ cười nhếch mép rồi châm chọc: "Miêu quỷ cũng có chút năng lực, chỉ là ta không phát huy nổi 1/10 pháp lực, cho nên rất khó chấn áp. Tất cả việc còn lại phải nhờ chú em làm nốt." Phòng thì gã thể pháp nhắc đến tên của mình thì giật mình ngơ ngác. Minh Hải chắp tay trước ngực, miệng lầm bầm đọc chú ngữ. Hồn phách dần dần bị phân giải thành những đốm sáng lung linh vàng chói. Những hạt trăng tạo thành đại trận cũng như vậy. Chúng sáng dựng lên hòa vào những đốm sáng đó thành thể thống nhất, sau đó biến đổi, hóa thành vô số xích sắt nhắm tới Mỹ Linh và cuốn chặt, trói buộc linh hồn cô ấy không cho cử động. Mỹ Linh trong hình dáng miêu quỷ cố gắng dãy giụa nhưng chẳng ăn thua. Cô ấy gào thét thảm thiết, dùng miệng cố gắng cắn xé những xích sắt kia đến nỗi bật cả máu. Càng kháng cự thì xích lại càng siết chặt hơn, ánh sáng hoàng kim chói lòa từ chúng dường như ăn mòn quỷ hồn của cô ấy bốc khói nghi ngút. Thân ảnh Mỹ Linh cũng vì vậy biến ảo khó đoán, méo mó vặn vẹo, lúc thì hình dáng con mèo đen, lúc lại là bản thể con người. Dường như quỷ hồn con mèo đen đang bị cưỡng ép phải rời khỏi linh hồn của Mỹ Linh. Các thể pháp càng niệm chú, thân ảnh càng phân tán nhanh hơn, cuối cùng mờ nhạt đi thấy rõ dường như là đèn đã cạn dầu. Trước khi tan biến hoàn toàn, vị thể pháp có lời cuối cùng: "Muốn cô ấy được giải thoát cần phải tiêu diệt con yêu tinh đó. Nhưng xem ra tình hình này là vô cùng khó khăn. Linh hồn của cô ấy đã bị con mèo đen kia khống chế nhập vào hòa làm một. Giờ phải làm thế nào là do cậu quyết định. Tôi chỉ có thể làm tới như vậy, không còn nhiều thời gian đâu."
Nói xong phần hồn thì vì tề pháp hoàn toàn tan biến thành vô số chùm sáng, hòa vào những sợi xích sắt kia củng cố cho nó thêm phần vững chắc. Phong chợt bừng tỉnh biết bản thân phải làm gì, lấy ra con dao bằng gỗ hôm trước thì pháp Minh Hải đưa cho. Hắn nắm chặt con dao bằng gỗ cả bằng hai tay, chậm rãi bước từng bước tiến đến gần Mỹ Linh. Phong ấn có vẻ đã yếu đi theo thời gian, những vết nứt dần lộ ra trên những sợi xích. Có lẽ chẳng còn bao lâu nữa nó sẽ đứt tung, giải thoát cho con ác quỷ. Cô ấy rít lên không cam tâm, càng cố gắng thoát ra, âm thanh méo xệch đầy đáng thương. Anh nỡ lòng nào mà làm như vậy? Em đã vì anh mà rời xa nhân thế trong tuổi hờn, đến khi trở thành một hồn ma vất vưởng đáng thương rồi, còn muốn ra tay sát hại ư? Phong nghiến răng kiên định. Nhưng tôi không có cách nào khác, cơ còn tồn tại thì sẽ có thêm người bị liên lụy. Nếu có kiếp sau tôi nguyện làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm. Phong lấy hết can đảm hét lớn, cô chấn áp nỗi sợ bản năng mà đâm con dao thẳng vào ngực của Mỹ Linh. Con dao gỗ như con linh tính vô văn trên thân lóe sáng rực rỡ, truyền vào thân ảnh Mỹ Linh những luồng năng lượng huyền ảo phân tán khắp nơi. Con dao lạnh lùng đâm xuyên qua linh hồn của Mỹ Linh, xích sắt lúc này cũng không chịu được mà đứt tung hóa thành từng quang đoàn rồi tan biến vào không khí. Phong bị sự phản kháng của Mỹ Linh đánh bật ra phía xa, ngã rúi rụi xuống nền nhà. Về phần của Mỹ Linh, cô đau đớn lăn lộn, con dao vẫn cắm trên ngực, tỏa ra một luồng năng lượng rực sáng, thiêu đốt ăn mòn linh hồn đáng thương. Cô đau đớn vật vã lăn lộn, miệng nói những lời đầy oán trách. Tôi sẽ hận anh suốt đời, đồ vô tình bạc nghĩa, anh sẽ không chết được tử tế đâu. Tiếng kêu gào thảm thiết nhỏ dần rồi thất hẳn, Mỹ Linh hoàn toàn tan biến trước mặt của Phong thành vô số luồng khói, bị những hạt tràng xung quanh hấp thụ toàn bộ. Trong căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh mịch lạ thường, Phong tự hỏi liệu tất cả đã kết thúc rồi chăng? Hắn cũng chẳng có cách nào xác định được, đành nhặt con dao gỗ cùng các hạt tràng lên sàn nhà cẩn thận cất đi. Có mệt mỏi về mặt tinh thần, Phong gần như sụp đổ. Hắn mệt mỏi lăn ra sàn vô thức chìm vào trong giấc ngủ. 6 tháng sau, Phong đã thực sự hòa nhập với cuộc sống như trước đây. Vẫn chăm chỉ trên giảng đường, vẫn quan tâm chăm sóc gia đình bạn bè. Hắn cũng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện từ thiện, bớt sống ích kỷ và toan tính hơn trước đây. Phong hiểu chuyện xảy ra quá khứ là không thể thay đổi, nhưng tương lai thì bản thân có thể tự quyết định. Hắn muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn, hy vọng phần nào chuộc lại lỗi lầm vô tâm năm ấy. Ngày hôm nay được nghỉ, Phong cất công đi đến tận Hà Nội, tìm đến một văn phòng công ty phong thủy trừ tà ngày trước. Gã thể pháp Minh Hải đã ra tù được một thời gian ngắn, dường như vẫn nhận ra Phong niềm nở chào đón. Phong nói chuyện xã giao một hồi cũng đi vào vấn đề chính. Em đã đem những chàng hạt đó ở lại đây, liệu có cách nào? Minh Hải mỉm cười nhận lấy chúng, ra hiệu cho các thầy phong thủy Long Tứ kéo rèm che hết cửa sổ lại để hạn chế ánh nắng. Sau đó sắp xếp mất hạt chàng lên trên bàn rồi bảo: con dao gỗ đã được tôi yểm bùa phép độc môn, chỉ làm phân giải linh hồn của ma quỷ chứ không tiêu diệt chúng. Những tàn hồn đó được hạt chàng hấp thụ lưu giữ bên trong, về lý thuyết hoàn toàn có thể khôi phục trở lại ban đầu, có điều tốn hơn công sức một chút. Phong sốt sắng liền nói tiếp: xin anh hãy giúp hồi sinh linh hồn của Mỹ Linh, cô ấy quả thật đáng thương, hết bao nhiêu tiền em xin gửi đầy đủ. Minh Hải gạt đi nghiêm giọng: phong cách của tôi là luôn cố gắng hết sức vì khách hàng, tiền bạc thì tùy tâm ít nhiều không chê, đừng đặt nặng vấn đề đó. Nghe xong các bắt đầu chấp tay niệm chú tắc pháp, những luồng hồn phách từ trong hạt tràng bị hút ra, tụ tập thành một vòng xoáy, xoay tít lơ lửng trong không khí. Âm thanh niệm chú càng dồn dập biến nào thì âm hồn càng dung hợp với nhau nhiều hơn, dần dần tạo ra hai thân ảnh quen thuộc. Một là con mèo đen năm đó, ánh mắt ráo rác hoảng sợ, cố gắng tìm đường thoát thân nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Nhưng nó quên là đây là nhà của một thể pháp cao tay, muốn trốn ra đâu có dễ. Những bức tường cũng như cửa sổ có kết giới vô hình ngăn cản ma quỷ tà vật xuyên qua. Nó chỉ biết sợ hãi bất lực cào cấu kêu lên não nề. Minh Hoài liếc xéo nó một cái rồi chửi đầm: con mèo đen kia im lặng chút coi, tội lỗi mày gây ra nặng lắm, dù dây lôi kéo khống chế hồn phách nhân loại hại người, gặp thầy pháp còn láo toét muốn diệt sát chống người thi hành công vụ. Nếu mày ngoan ngoãn chút, ta giúp đỡ giảm bớt tội nghiệp, còn có đường cải tà quy chánh tu thành chính quả, có hiểu không? Trước ánh mắt nghiêm nghị đầy sức chấn nhiếp của gã thể pháp dữ dằn,
Quỷ hồn con mèo đen lập tức im lặng ngoan ngoãn, ngồi một góc kêu meo meo lấy lầm. Minh Hải gật đầu hài lòng quay sang nói với thân ảnh còn lại, không ai khác chính là Mỹ Linh. Sự nghiệp của cô với Dương Gian đã chấm dứt, có lời nào cần nói với cậu ta thì làm đi. Sau đó tôi sẽ giúp cô trở về nơi đáng ra phải đến, để có cơ hội trùng sinh chuyển thế. Mỹ Linh lúc này trở thành cô nữ sinh đáng thương năm xưa, nét mặt hồn nhiên ngây thơ, không còn oán khí sâu đậm như trước đây. Phong nhìn hồi lâu bất giác nước mắt trào ra rưng rưng xúc động. Mỹ Linh à, đúng là như vậy. Phong xin lỗi, tất cả là tội tôi vô tâm mà thôi. Mỹ Linh mỉm cười phát chút điểm buồn chua xót. Đừng nói vậy, là mình cố chấp ngu muội ích kỷ, chỉ một mực tin vào những gì bản thân muốn. Mình biết là Phong giận mình đã gây bao nhiêu rắc rối. Phong liền xua tay. Đến lúc này rồi tất cả đều không quan trọng. Phong chỉ hy vọng con đường phía trước của Mỹ Linh sẽ tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin lỗi cậu nếu có kiếp sau. Mỹ Linh vội đưa ngón tay sắt môi Phong ngăn cậu ta nói tiếp. Đừng hứa hẹn gì cả, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Nếu có duyên chúng mình gặp lại, âm dương cách biệt không thể chung lối. Đến lúc Linh phải lên đường rồi. Bên cạnh Minh Hải chuẩn bị sẵn một tờ giấy vàng, viết phủ văn lên tạo thành bùa chú, sau đó đốt cháy nó nem ném ra ngoài cửa sổ đoạn dặn dò. Tờ đã viết một bức thư giải thích tất cả duyên nghiệp ân oán xảy ra cho cô. Bài thơ nó có sẽ trở về cõi âm chờ phán quyết để ngày đầu thai chuyển thế. Mê Linh hiểu rõ ngọn ngành ngoan ngoãn gật đầu, thân hình nhẹ nhàng bay theo tấm bùa. Những giọt nước mắt rơi lã chã lung linh trong không khí. Cô ngoảnh lại nhìn Phong lần cuối rồi mỉm cười biến mất, cùng lá bùa tan vào hư vô. Phong lặng lẽ nhìn theo xúc động rồi bảo, tạm biệt Mỹ Linh, hy vọng em sẽ có cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc. Nhiều năm sau đó, lúc này Phong đã trở thành một nhân viên giữ chức vụ quan trọng trong một tập đoàn lớn. Cuộc đời của anh trải qua nhiều thăng trầm, giảm ba mối tình đến rồi đi, hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Phong dường như chán nản, chẳng muốn tìm hạnh phúc riêng bản thân của mình nữa. Anh chỉ lao vào công việc một cách mẫn cán và cô độc. Vẫn gương mặt anh tuấn ngày nào, giờ đầy thêm nhiều nếp nhăn vì tuổi trung niên, mái tóc lấm chấm mấy sợi bạc trắng phong trần. Hôm nay có một ứng viên đến xin việc, đích thân Phong sẽ thực hiện phỏng vấn. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Phong nghiêm nghị nói, mời vào. Cánh cửa khẽ khàng được mở ra, một cô gái duyên dáng xinh xắn, tóc dài đến thắt lưng uyển chuyển bước tới. Cô còn đôi chút sự ngượng ngùng nhút nhát lý nhí chào Phong. Ánh mắt anh mở to ngạc nhiên cực độ, bóng dáng này sao thân thuộc đến kỳ lạ. Cả giọng nói cử chỉ có phần giống một cố nhân năm xưa. Phong lắp bắp hỏi cô gái, mời ngồi, em tên gì nhỉ? Anh là Phong, giám đốc nhân sự, cũng là người phỏng vấn trực tiếp. Cô gái bỗng cảm thấy vị giám đốc này thân quen đến khó tả, mang lại cảm giác an bình ấm áp trước đây chưa từng có. Cái tên Phong cũng quá đỗi thân quen. Đôi má khẽ ửng hồng, cô gái ngượng ngùng, em là Mỹ Linh, rất vui được gặp giám đốc Phong trong buổi phỏng vấn hôm nay. Phong như chết đứng, đánh rơi cây bút cùng quyển sổ ghi chép xuống bàn. Một hồi lâu sau cũng điềm tĩnh trở lại, khẽ lẩm bẩm, Mỹ Linh, sẽ có thể trùng hợp vậy chứ? Phải là mình có cơ hội chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Mỹ Linh ngạc nhiên hướng đôi mắt to tròn dễ thương nhìn về Phong rồi hỏi nhỏ, giám đốc anh không sao chứ? Chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn thôi. Phong cười điềm đạm dịu dàng đáp, chào mừng em gia nhập công ty, hy vọng mọi người sẽ hợp tác cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp. Bao giờ em có thể đi làm được, anh hướng dẫn sơ qua về những điều cần chú ý, mục tiêu và quy tắc trong công việc. Mỹ Linh xấu hổ nghe Phong thao thao bất tuyệt mà ngượng ngùng thầm nghĩ, không phải chứ, chờ phỏng vấn đã muốn nhận người ta vào làm, cái vị giám đốc này cũng dễ tính quá đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.